Rồi xong xuôi rồi, cúng xong rồi, bây giờ là mình trở lại với livestream. Nhưng mà thôi bây giờ mình sẽ không nói về cái việc của tháng 3 nữa, vì tháng 3 nó cũng là đơn giản nhẹ nhàng. Bây giờ mình sẽ nói việc chuyện về cái cách nhận biết đơn giản nhất là cái người của mình đang may mắn hay là người của mình đang gặp xui xẻo. Mọi người nghe rõ không? Tại vì livestream bằng bằng máy tính thì thường nó sẽ có tiếng không có rõ lắm. Mọi người nghe ok không? Để mình kiểm tra thử. Không được thì mình đổi thiết bị. À, dạ rồi, vậy thì chắc là ok ha. Dạ chào, cảm ơn chị Yên Trần. Nói chung là mình thực sự ra khi anh ta chia sẻ là mình được học là chủ yếu là về tử vi, về cách tính các ngày sinh bát tự là chủ yếu, chứ không có giỏi lắm về 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 tướng số. Tuy nhiên là mình cũng có đọc một số sách và đơn giản là mình cũng ứng dụng nó vào cuộc sống và mọi chuyện con người. Kể mọi người nghe một cái câu chuyện như vậy này, là hôm đó là mình đến, mình có một cái người gọi đến, họ xin gặp mình. Đây mình hẹn ở quán cà phê rồi chị ta bước vô, người nói chung là nhìn vô thì nếu như là mà gọi là nhìn mặt bắt hình dong thì 10 người là hết 11 người sẽ khen mà chị ta rất là ok, rất là sang cả hát, và thấy tướng mạo rất là ok, có thể là một người rất là giàu có, đeo cái nhẫn kim cương to chắc cũng phải là 7 7 ly 2 là đủ lắm. Nói chung là trang sức rất là bắt mắt. Cái người vừa bước xuống, cái trước hết là mình dựa vào cái tuổi thì chị đó, chị nói à, chị tuổi Bính Thìn. Cái nói là chị bước vô khi em nhìn chị là mình cũng đón đón chị là người Bính Thìn, tại vì người Bính Thìn họ hay chăm chút cho bản thân rất là ok, họ có vóc dáng sang trọng. Cái họ cái nói chuyện cái ba câu cái mình mới hỏi rằng là chị nói là chị đã ly dị chồng rồi, hiện tại sống với một đứa con tuổi Kỷ Mão là gì đó, thì mình mới nói, mình nhìn mặt mình mới nói rằng là chị đang bị vận xui đeo bám dữ dội lắm. Nhưng mà không phải là tại sao mình biết được cái việc đó, đơn giản đúng không? Tại vì khi đó chị có trang điểm đồ cố gắng để mà hạn chế cái của mình nha. Mặt của chị sâu vào và quầng thâm nổi lên là đơn giản của một cái người mà nhận biết là người đó thiếu ngủ. Nhưng mà đặc biệt ha, thiếu ngủ thì không có nhiều, nhưng mà cái vùng chữ T này người ta gọi là ấn đường á, của chị nó đen một cách lạ thường. Mình nhìn mặt của cái người đó mình thấy cái chỗ này nó đen xuống, nó sẫm xuống, nó kéo cho nguyên cái gương mặt xuống, thì cách nhận biết cái việc mà người đó đang gặp vận xui vận không tốt là cái chỗ này. Chỗ này của họ, cái vùng chữ T này của họ là bình thường đó, mình sẽ thấy cái lúc của mình nó rất là trắng, nó rất là sáng, nhưng mà khi mà nó đen xuống thì rõ ràng là nó sẽ đem lại cái điều mà cực kỳ xấu ha. Bồng mắt ở phía bên dưới này nó cũng đổi màu, mình bị ví dụ giống như mình da mặt trắng tự nhiên cái mình có cái xuất hiện cái bớp hay ở khu vực này, thì đó là gia đạo của chúng ta đang có vấn đề. Có thể là người thân sẽ sắp tới sẽ bị cái gì đó nó không tốt đẹp, chứ không phải là bình thường. Mọi người chạy alo, đang lấy chứ? Nhớ à, khu vực này là của mọi người nè, mà đen sạm đổi màu là coi chừng gia đạo sẽ có vấn đề đó, cái đơn giản thôi. Còn mà thí dụ giống như là mình tự nhiên cái nói với mũi của mình đang thẳng, mũi của mình đang thẳng mà tự nhiên bị tai nạn hay bị gì đó cong một cái, đường tiền tài đường danh vọng sẽ có vấn đề. Nên là
sắc tướng của mình nó cũng đem lại ra khá khá nhiều cái việc mà không tốt đẹp, cho nên là cần cẩn thận. Dạ, xin chào Lưu Kim Yến. Dạ, chào mọi người. Mọi người chào mình, có thể là mình lo mình nói chuyện mình không có để ý, cho nên là mọi người đừng có giận nha, mình không có chảnh chẹ gì đâu, chỉ là một người bình thường. Mọi người chào, mình sẽ sẵn sàng chào lại nếu mình thấy. Cho nên là mình chia sẻ thêm thì có nhiều người á, là cái khu vực ở chỗ này của người ta mà mọi người thấy rằng nó cứ lúc nào nó cũng đen thì người đó thật sự là thiếu may mắn dữ lắm. Còn đó là cái mọi người thấy ở trán của mình á, nó có cái gọt như vậy nè, thì dù là mình giãn mắt ra hay là mình suy nghĩ lại á, thì nó đều có cái lần này. Thì thường á thì ít người có hai cái, một cái giống như là hoa mai, một cái giống như là đường thẳng này ở trong một con người lắm. Tại vì là khi mà con người á, các anh chị mà thấy ai mà có cái dòng ở chỗ này á, là người đó có ý chí và suy nghĩ rất là mạnh mẽ, và họ coi như là nói thật luôn là những người đó là có thể chống lại, có thể là có những cái dùng cái ý chí của mình, dùng cái quyền cái khả năng của mình để vượt qua cái khó khăn bất chấp cái nghịch cảnh. Đó là những người mà có cái chi này, và thường là những người đó rất là thông minh. Mình thì không có thông minh, tại vì mình người ta một cái thông minh, mình hai cái là coi mình bị ngu, cho nên là mình không có nói mình. Còn mà tướng mạo mọi người rất là dễ biết đó, ha. Cái người mà trung nghĩa hiếu là thường á thường á là nhân trung họ rất sâu. Không biết nhân trung mình có sâu không thì mình cũng không biết, nhưng mà thường thì những người mà trực tính, những người mà có chữ trung chữ hiếu đi đầu thì nhân trung nói về cái điều đó sẽ rất là sâu. Và có một số người nói rằng khi mà nhân trung sâu á, thì nói nhiều người nghe. Ngày xưa sư phụ mình chỉ nhân trung mình, sư phụ mình nói là mai mốt mày không biết mày làm gì, tao thấy mai mốt mày nói rất là nhiều người nghe. Và mình sau này đi ra đi ra đợi làm, mình nói có thằng nào nghe đâu, mình toàn làm cu ly không mà đâu có thằng nói đâu nào nghe đâu. Mình là cu ly cho bản thân, không nói đâu nào nghe. Nhưng mà sau này thì hình như là mình đúng, bây giờ mình nói rất là nhiều người nghe, và hình như là mình nói nó có trọng lượng ở lời nói. Thì qua cái khả năng của bản thân mình, qua cũng như là nhiều cái khác, thì mình sẽ thấy rằng là cái tướng của người ta nó cũng cho người khác là cho cái số phận của họ rất là nhiều. Thật sự vậy nè, bây giờ là các em trẻ, thí dụ như hai mấy sinh hàng chín ha, 90 mấy rồi, rất là thích là mặc vê lai, mặc vê lai vậy nè. Nhưng mà đâu biết rằng cái vê lai ngay chỗ này gọi là phúc trạch, cái hậu của cái người phụ nữ, mà cái người mà cái mặt nó tốt lại vậy là người đã không có hậu. Mọi người chỉ nhìn kỹ đấy ha, nếu như mà xét cái gương mặt vê lai á, thì người vê lai nhất á, mà trong cái xã hội, trong cái cuộc sống này mình có thể ghi nhận nhất á, là vê lai ha, mũi S lai nhọn lên vậy ha, đó lai, và phù thủy của cái phim hoạt hình á, nhọn như nè, mũi dính lên đó, trong khi mũi cúp xuống mới là một mũi mà cúp kính, mới là một người phụ nữ giữ được tiền giàu có. Cho nên là nếu như ai mặc máu muốn bầu là đẹp. Đối với một cái người mà giỏi về tướng số kia thì người phụ nữ phải mặc bầu bỉnh, là con cái hậu vận nó tốt, mặc vào tóc lạp vậy nè, mai mốt nói con cái khó nghe, nó không khó nghe đó. Rồi thứ hai nữa đó là sẽ không có cái phúc hậu, không có phúc hậu. Tự nhiên mình đang có cái đi gọt, trời ơi, đó là rõ ràng là đang gọi là gì, cắt bỏ cái đường hậu vận của mình. Mũi thì đang thẳng đẹp ha, kính không chịu, đẩy nó lên cao lên, thở lên như này đó, đẩy nó cao lên thì dĩ nhiên cái lỗ này nó mở bự ra, mở ự lên là không giữ được tiền.
người cứ mình muốn biết người đó có đường tiền tài có tốt hay không, cứ nhìn thẳng vô, người ta nhìn thẳng vô mũi không thấy được bên trong là ok, là một người có khá là kín để giữ được tiền. Còn rồi đó là đường tình duyên mà có người đó nó có gặp gần hay không, nó có hay không là dễ biết, cái mũi nó phải thẳng. Cái chỗ này mà nó gãy, nó cập lên vậy chút xíu là nó bị nghiêng, nó bị gì ở chỗ này thì đường tình duyên gia đạo nó sẽ có vấn đề, chút không thể nào mà suôn sẻ hết. Cho nên là cái gương mặt của mình là nó thể hiện nhiều điều lắm. Tai mà dày là nhờ phúc của cha, mà tai dài á là mới là phúc của tiền đường, phúc của bản thân mình xây dựng ở ấy. Còn tai mình dày là người sống khá thọ ha. Còn như anh là tai mỏng lắm nè, bởi vì sư phụ anh nói anh đó là nếu không làm phúc thì chết năm 35 tuổi. Như sau đó thì không biết ra đời em có làm phúc hay không, nhưng mà ba mươi mấy tuổi thì anh té từ lầu 3 sân thượng của một cái ngôi nhà, anh rớt xuống đất, mà anh nói thật với mọi người là anh không gãy cái xương. Hiện tại trên lưng anh có mười mấy người, 17-18 cái vết khâu, đó là do anh té xuống cái anh đập vô cái sàn nước đó, bỏ dao đĩa chén bát thì lưng nát bấy hết, nhưng mà nó không sao. Rồi á là nếu như mà nói mà nốt ruồi á ha, thì mốt ruồi nằm ở khu vực này trở lên này, từ đây trở lên này, thì là mốt ruồi thể hiện cái sự thông minh sáng tạo, cái sự may mắn của cái người đó có được. Tuy nhiên mà nốt ruồi mà nằm từ đây trở xuống là phải suy nghĩ nha, từ đây trở xuống đây là phải suy nghĩ khu vực này chỗ này nè, ngay chỗ này nè là phải suy nghĩ. Nếu mà nốt ruồi á mà mọc á đuôi chân mày, nốt ruồi mà người nữ mà đọc ở đuôi chân mày thì người đó khổ dị tình. Khu vực này nè thì khổ dị tình, nước mắt dữ lắm, mà lỡ mà xịt xuống tới đây luôn là rồi thôi luôn, người đó là chỉ suốt ngày chỉ khóc. Còn mà nốt ruồi á mà đọc lẫn ở trong cái ấy nữa là nó sẽ không có tốt đẹp cho cái đường mà huynh đệ. Người mà chân mày mà ngắn người mà chân ngày mà ngắn vậy nè là số ít anh chị em, ngắn mà còn thưa nữa thì là không có nhờ được anh chị em. Cho nên là người mà cái chân mày dài một tí xíu thì nó cũng có điều tốt đẹp hơn. Mọi người thông cảm, tại vì là nó sẽ hơi rè một chút xíu do là anh đang live bằng cái laptop, cái micro của laptop thì nó sẽ không tốt bằng cái micro của điện thoại. Bây giờ chuyển thì cũng không chuyển được nữa, không có chuyển qua cái điện thoại để ấy được. Sát đây, đầu này, sát đầu này hả? Sát đầu này hay đầu này anh không biết, em phải chỉ cho anh mới biết được. Cho nên là nhiều người là nếu như mà người nào mà muốn có thí dụ như là với anh mà gặp anh được ha, gặp anh được thì họ hỏi về tử vi và anh nhìn vào sắc tướng của họ thì anh sẽ nói chính xác hơn nhiều so với những cái người mà anh không gặp mặt. Tuy nhiên là nhiều người cũng có thể nói là như vậy là nhìn mặt bắt hình dong ha, nhưng mà có chưa chắc là như vậy đâu. Anh dưới cánh mũi này thì không vấn đề, dưới cánh mũi này thì không vấn đề gì nhiều, ở dưới này thì không vấn đề đâu. Nếu như là anh thì anh sẽ phá bỏ cái nút ruồi đó, nó nằm ở khu vực này đúng không em? Nếu mà là như vậy thì anh phá bỏ nó, đây là nhân trung, đây là cái khu vực mà con người ta không nên để lại tì vết gì nhiều. Nếu mà một ruồi không quá bự thì không sao, nhưng mà nó bự quá nằm ngay đây thì nguy hiểm lắm.
Thì bởi vậy mới nói là anh chỉ nói là anh chỉ nói rằng là cái người là có duyên gặp anh, chứ không phải là anh nói rằng là mọi người đến gặp anh. Anh nói thật vậy nè, là anh cũng nói đi nói lại là anh giỏi nhất là tính toán bát tự ngày sinh, cho nên là mọi người khỏi có phải gặp anh, gọi cho anh nếu như gặp chuyện gì đó thì anh sẽ sẵn sàng giải quyết thôi, nếu như anh rảnh. Mọi người nói như này, anh nói mọi người nghe, nhiều người khác coi cái việc xem tử vi cho mọi người, tư vấn tử vi cho mọi người là cái nghề, còn anh coi nó là cái nghiệp. Còn nghề của anh là anh có đi làm anh mới có cái cuộc sống của anh, chứ anh không có phải là làm những cái này. Cô xin anh mà ở trần ra là thiên hạ ói hết á. Người ta là sáu múi, ngày xưa anh là sáu múi, bây giờ sáu múi nó dồn có một vào cho nên là không thể ở trần được. Đó là cái vấn đề mà rất là khó khăn. Có nhiều người chỉ có cái năm sinh thôi mà không có cái ngày tháng năm sinh, giờ sinh, thì biểu anh chấm tử vi là một cái điều rất là khó. Anh chỉ có dựa vào cái tử vi của năm anh chỉ cho mọi người cái cách để mọi người ở phòng tránh thôi, chứ còn em thì bó tay. Hello Nguyễn Viết Linh. Cảm ơn Lo Nguyễn. Trí nè, nói thật sự như sự việc của gương mặt của Trí là hiện tại là thiếu cái chữ phúc, cho nên vẫn còn top lắm. Ngày xưa mặt anh cũng như Trí, cái đó là anh nói thật lòng. Người ta gọi là tâm sanh tướng, cái đó là điều sự thật. Ngày xưa anh chưa ứng dụng cái tử vi chia sẻ với mọi người, mặt anh nó cũng chỗ này nó cũng có thịt thà gì đâu, nó tốt lại, mặt anh nó dài ra, nói thật sự ra cho nó nhìn mình cũng thì cao ha, mặt thì dài, cái này tốt lại cũng gần giống phù thủy. Mọi người có thể, nó thật sự nếu mà mọi người vào Facebook anh thì mọi người có thể lùi lại những năm trước thì mọi người sẽ thấy là sắc tướng của anh là một người rất dữ. Mặt anh thì tròng trắng nhiều hơn là tròng đen, mắt thì rất sắc ha, mặt thì ốm nữa, cho nên là anh là một người rất dữ. Anh nói thật với mọi người là một điều là bản thân anh nếu như không tu thì chắc là tướng cướp. Anh mà quýnh ai là anh thấy máu là quýnh người đó cho chết luôn. Cho nên là anh bị say máu, cho nên là anh rất là dữ. Nhưng mà nhờ anh ở trong chùa, anh tu và cái Phật tánh của mình được thế được dưỡng, cho nên là một lần lần anh hiền đi và thăng trầm trong cuộc sống, giúp cho anh ngộ ra nhiều điều. Đôi khi cuộc sống không phải giải quyết bằng nắm đấm, không giải quyết bằng tiền bạc, mà nó là giải quyết bằng cái tình người, bằng một cái gì đó. Facebook của anh tên là Cõi Tử Vi, còn fanpage tên là Anh Ba Tử Vi. Nhưng mà mọi người nên kết bạn Facebook nhiều hơn, tại vì là fanpage thì nhắn tin anh ít khi nào, lắm cuối ngày anh mới dở fanpage anh trả lời. Anh có Facebook tên là Cõi Tử Vi. Zalo của anh thì hiện tại nó bị full rồi, không thể nào kết bạn được. Viber thì anh ít dùng, lâu lâu anh mới vô, cho nên là không biết, là tốt nhất vẫn là Facebook. Hiện tại tốt nhất vẫn là Facebook, mà Facebook của anh thì cũng đang đầy, cho nên mọi người Facebook thì nó có nút theo dõi, mọi người bấm theo dõi, mọi người gửi tin nhắn cho anh cũng được, anh vẫn sẽ trả lời cho mọi người. Chào Lương Kim Yến. Dạ em cũng nói luôn đó là em sẽ không chấm tử vi cho mọi người, mà là em chỉ luận tử vi trên từng năm của mọi người thôi, tử vi từng năm thôi. Thì thật sự ra có chấm tử vi cho mọi người đi nữa thì gần như là mọi người không có ứng dụng được. Mọi người tử vi từng năm là mọi người lại muốn từng tháng,
Chứ không khi tử vi chọn đời của mọi người thì chia ra 10 năm một lần. Từ mọi người có 60 năm, 10 năm một lần nữa thì mọi người sẽ rất là khó để ứng dụng. Trong 10 năm, ví dụ như 10 năm đại hạn đi, là nó đi xuống, 10 năm đại vận nó đi lên. Nhưng mà trong 10 năm đi xuống đó nó cũng có một năm tốt, năm xấu, chứ không phải là năm nào nó cũng đi xuống xuống hết. Cũng như là 10 năm đại vận thì 10 năm đại vận đó cũng có năm tốt, năm xấu đó. Lại phải luận ra cả 60 tuổi. À, ví dụ như mọi người gặp mình là hỏi ngày tháng năm sinh của mọi người xong, với cái ngày tháng năm sinh của mọi người cộng với cái chung của tử vi tuổi của mọi người, sau đó mình cái ngày tháng năm sinh sẽ mình tính ra coi là mệnh chủ là gì, thân chủ là gì, cung tài bạch nó ở đâu, an tại cung nào, rồi đó là ra sao, rồi việc cái tử vi chọn đời của mọi người là mình cảm thấy, nói thật luôn nha, ngay cả mình học tử vi thì mình cảm thấy rằng là nó thật sự chưa chính xác. Tự lý do như nè, khi nếu mà chấm cái tử vi của mọi người lúc mà mọi người 20 tuổi ấy, cho tới cái quãng đời còn lại ấy, thì khó có thể chính xác lắm. Ví dụ như ý chí của con người nó khác mà, mọi người lấy một cái người vợ hợp tuổi thì cuộc đời mọi người nó sẽ đi vào cái hướng tốt. Nhưng mà mọi người lấy người vợ không hợp tuổi nhưng mà mọi người yêu quá quyết định lấy thì nó sẽ đi một cái hướng khác. Cho nên là từng năm là tại sao tự nhiên mọi người có được những cái tinh quân, những cái tuổi khác ở chung một cái ngôi nhà, chung một cái ngôi gia. Mọi người ở cái việc mà sống chung đó, con cái nó tác động lên mình nhé, đúng không? Rồi thôi bây giờ là mình sẽ trở lại như Liêm nói đi ha, chỉ về cái tướng số đó. Chứ để mà còng nói hồi lệch qua tử vi nữa, cái nói cái hồi cái là sẽ nói về cái sở trường của mình thôi, không có nói về cái sở đỏ. Thì thật sự ra mà nói là hiện tại mình có xem một số video clip của một số người, thì có một cái chị là mình hãy nghĩ rằng là ở trên YouTube này là chị khá giỏi, tức là đọc nhiều sách và nghiên cứu kỹ về sắc tướng của con người. Tuy nhiên là nó chỉ là ở bề nổi thôi, nó còn nhiều điều lắm. Và trở lại với cái việc mà mình hồi nãy mình nói là tướng mạo là có thể thay đổi được. Tại vì đơn giản thôi, bây giờ là nếu như mà một người nào đó, các em đi, em nữ đi, tướng mình xấu, xấu cái chỗ này xấu chỗ kia, mình sẽ thay đổi tướng. Mình sẽ đi thẩm mỹ viện, mình làm lại, là nó sẽ thay đổi số phận. Cái chuyện đó đúng không? Nó hoàn toàn đúng. Mình có đọc một câu chuyện đó là cái cô bé đó bỏ ra 800 triệu để đắp cái mặt ra xây lại, làm hết cái mặt cô lại thành một hot girl. Và cô nói rằng đó là cô ta học ngành quản trị kinh doanh, tốt nghiệp một loại khá với cái gương mặt bình thường, cái gương mặt mà cha mẹ sinh cho cô ta. Cô ta đi xin việc làm không chỗ nào nhận, nhưng sau khi đọc bỏ 800 triệu cải tiến cái mặt mình lại, làm đẹp nhất có thể, theo hiện đại, thì cô ta lập tức đi nộp hồ sơ là được người ta nhận liền. Tại như vậy thì mình sẽ liên hệ rằng đó là sắc tướng của mình sẽ có cái sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Cái đó là điều rất đơn giản thôi. Cho nên là nếu như tướng mình xấu thì thôi kệ, cố gắng nhịn ăn nhịn mặt chỉnh đi. Ví dụ như mà mũi của mình mà lỡ mà nó cứ gãy gãy vậy nè, đời người nếu như là phụ nữ thì không ai muốn mình hai đời chồng, hoặc là phải gọi là có sống thờ chồng. Thôi tốt nhất đi sửa lại cho nó ngay ngắn đi. Có tin có lành hay ha, về phong thủy, về tướng số thì mình tốt đẹp đây. Anh ngày xưa anh nói ha, phụ nữ mà nói chỗ này nè mà nó cao lên á thì người ta nó gọi là sát phu. Nhưng là mọi người đừng có thấy nó cao lên vậy cái nó trời ơi còn sát phu, phải tính nè, cao là sao? Từ trên này nè mình sẽ kéo xuống, từ mình lấy cái thước mình đo từ này xuống nè, chỗ này mà nó nhô lên đó là sát phu. Đàn ông như vậy cũng là sát thê, sát phu sát tử. Đàn ông mà chỗ này cao lên thì cũng là sát thê rồi. Thử. Nhưng mà nếu như mà nói cái chỗ này là quan trọng lắm nha mọi người. Cái chỗ này của phụ nữ là cực kỳ quan trọng. Người ta nói gò má cao là sát phu,
Anh có một đứa em họ, nó cũng không phải em họ, từ mẹ mình đó là bà ngoại đẻ ra mới có 3 tháng là bà ngoại chết rồi, ông ngoại đi bước nữa, cho nên là cho mẹ mình một người bạn nuôi, thì cái gì đó là con của người đó, thì cái người mình đang nói tới là em, giống như là em kêu bằng bằng anh bên dì, nhưng mà là dì nuôi đi, nói đại loại vậy cho nó dễ hiểu. Thì cái người đó là bị như cái chỗ đó, chỗ này nó rất là cao, nó đẹp chứ chỉ có gò má cao thôi, mà thật sự là sau này nó quen mình thấy ha, nó có bốn thằng bốn bốn đời chồng. Thằng đầu tiên là nó lúc đó nó mới 18 tuổi, nó quen thằng đó 25 tuổi, thì đâu chuẩn bị cưới thì thằng đó bị xe đụng chết ha. Cái quen thằng thứ hai, thằng đó đâu lớn nó 2 tuổi, thì bị người ta đâm chết ha, đi đám cưới bị người ta đâm chết. Quen thằng thứ ba là bạn mình thì thằng đó là coi như là đúng số xui, quen là cũng cưới rồi là đâu cưới đâu được 4 tháng thì cũng hưởng nhan. Cho nên là nó tới đời học thứ tư thì thằng kia cũng chết, thằng kia không chết, thằng kia bị liệt nửa người do tai nạn xe, cho nên là từ đó về sau là không dám lấy chồng, quen nó cũng không dám quen, nó sợ luôn. Nhưng mà sau này cái mặt của nó, cái lúc đó nó ốm, nó còn trẻ thì nó ốm, sau này cái nó mập lên, cái nó đầy đặn, nó đầy chỗ này, sau này nó lấy thằng thứ năm được, mà thằng thứ năm thì mạng quá lớn, cho nên là không thể nào khống chế được. Dạ đúng rồi ạ, cái hình cõi tử vi, cái hình mà Facebook là cõi tử vi, có cái hình động mà em giơ tay em mặc áo vest. Chào Phạm Cường bếp bếp. Nói thật sự vậy nè, là nếu như mà cải thiện được mình một chút, cải thiện được vận may, cải thiện được số phận của mình thì cũng nên đi sửa. Cái điều đó là thật sự. Nhưng mà cũng nên nhớ là đi sửa sau đó cho nó ấy. Nhưng mà nói như này ha, mọi người phải tìm hiểu cho kỹ, xem sắc mặt của mình có nên sửa hay không. Có nhiều người là cái mũi họ không cao nhưng mà rất kính, thì người đó là giữ được tiền cho chồng ha, có cái hậu về sau, mặt thì ấy, nghe nói sửa đẹp hơn là có được việc làm, mặt đang có chữ phúc quốc cái bạc thành cái mặt rồi. V-Line, mà V-Line là cái tưởng tượng đi mặt của anh ba vậy, mà V-Line nhìn nó ghê đó, xấu. Cho nên là sửa thì phải cẩn thận. Có nhiều người đó là mắt cực kỳ buồn, mắt ở dưới này nọ mà mắt buồn lắm, mắt lệ đó, thì nó thật sự ra là không tốt đẹp cho cái người mà phụ nữ. Dạ chào mọi người, chào mọi người mới vô nha. Mọi người hôm nay giữa giữa tuần mà mọi người rất là ủng hộ, tất cả hơn 100 người coi livestream của mình. Nhưng chung mà sau lúc nãy anh nói có phân biệt nam nữ không anh? Không à. Nhưng chung mà sau nam nữ thì đều đều là người người rất là chính trực, người tốt chứ không có đứng nổi đâu. Mọi người coi nhớ bấm giùm mình cái nút này này đó, hiện tại đang có 30 người bấm rồi, bấm giùm cho mình một cái mình bán mình kiếm tiền mình sống. Không em ở đầu bên này thì không, màu 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 mà màu sáng thì nó không tốt đẹp, nhưng mà đừng có để là màu đen mà tạo ra ấy. Dạ chào Quyết Nguyễn. Mọi người biết sao con người của chúng ta đó là người ta gọi là ngũ căn, thì ngũ căn nó đại diện cho kim mộc thủy hỏa thổ, ngay cả bàn tay của mình cũng là đại diện cho kim mộc thủy hỏa thổ rồi, đúng không? Đeo nhẫn thôi, mà đeo nhẫn lên trên tay thôi nó cũng là phong thủy, chứ không phải là đeo con nào cũng được Như thí dụ như anh đi, mạng anh là mạng vô chính diệu, những người mà làm được phong thủy, làm về tử vi mà muốn giỏi phải là những người mạng vô chính diệu,
À, tức là chuyên đi giúp người khác chứ không thể nào làm chủ được. À, giống như là người giỏi nhất mà về phong thủy tử vi của thời chúng ta có thể ghi nhận được, mà chúng ta có thể biết được, đó là Gia Cát Lượng. Thì Gia Cát Lượng cũng là một cái người vô chính diệu, mạng vô chính diệu, tức là không làm chủ được. Làm chủ là sẽ bị chết, làm chủ là sẽ thất bại. À, cho nên là chính vì đó mà anh ra kinh doanh, cho nên là phải cải tạo phong thủy thủy một chút xíu. Cái này chỉ là nhẹ nhàng thôi, chứ thật sự ra là anh toàn đi để người khác đứng không, anh ở đằng sau không, chứ anh không bao giờ anh làm, anh dám làm ấy hết, thì anh cho nên anh đem con cá. Anh ba ngày mọc mạng thủy thì cái nào quan trọng hơn? Mạng mọc mà nạp âm ngũ hành thủy thì cái nào quan trọng hơn? Xin anh chỉ dùm. À, mạng anh phân tích cái chỗ này luôn, đó là anh chỉ một xíu là sự khẳng câu hỏi rất hay. Có nhiều người là mạng mọc nhưng mà nạp âm ngũ hành là thổ, cho nên là hành hành thổ, là mạng nó tương khắc hành. Thì theo phong thủy thì mạng là bổn mạng, là sức khỏe, là vận hành của mình, cái mạng của mình. Còn hành là tốt cho công việc làm ăn. Hành á, nạp âm ngũ hành là liên quan đến công việc làm ăn. Nhưng mà thí dụ như nếu như anh á, thì anh mà chấn với phong thủy á, thì anh thấy là năm nay bổn mạng em yếu, thì anh sẽ cho em đeo cái gì đó hoặc là sử dụng cái gì tương hợp với bổn mạng của em, thì để cho em khắc phục cái bổn mạng của em ở trong năm. Còn thí dụ như năm nay em bổn mạng hành của em nó bị yếu, công việc của em về thiên can nó bị tương khắc, thì anh sẽ cho đeo những cái vật phẩm tốt cho cái hành, nạp âm ngũ hành của mình, để cho nó khắc chế lại. Mình sẽ để mình nói chung là mạng phép sau cái buổi livestream này, mình sẽ có một cái video clip, chắc là mình sẽ nói về các cái vị trí nốt ruồi ở trên mặt của mọi người, để mọi người tự tìm hiểu. Chứ bây giờ mà nói từng chút thì mọi người sẽ rất là khó. Mình sẽ khoanh khu vực, mình để chỉ cho mọi người là nốt ruồi ở đâu tốt, ở đâu tốt nha. Người có đôi mắt có nét buồn á, thì người ta gọi là mắt nướng lại đó, là khó có nhiều niềm vui. Bản thân cái sắc tướng của mình nó thể hiện cái cuộc đời của mình rất là nhiều, cho nên là cải thiện nó đi. Tốt cho em, người giáp dần mà có một ngôi sao như chỗ này là tốt nè. Chỗ này đúng không? Ở này chuyển qua chỉ tay rồi. Cảm ơn anh thì chỉ biết ấy thôi. Em có nốt ruồi đen trên môi trái và trong môi thì thế nào anh? Cái này là người mà có cái nốt ruồi ở trong này nè, là hai người hay bị khẩu thiệt á, tức là nói chuyện nó sẽ khó được cái người khác chấp nhận đó. Họ hay phản bác cái lời nói của mình. Người mà đã có vành môi ở đây hoặc là ở đây trong môi trên thì nói không ai nghe, cái đó là điểm xấu đó, em bỏ đi em. Cái này thì dễ xử lý mà. Ở dưới khu vực dưới này thì không có bao nhiêu đâu, dưới này thì đỡ. Nhưng mà mọi người có một chuyện, có mọi người theo cái quyển sách mà sách tướng quanh học á, ai mà có nốt ruồi ở dưới này sướng, nữ có nốt ruồi ở dưới này cực kỳ sướng. Nốt ruồi ở chỗ kín, không nhiều người thấy được thì sẽ rất là sướng, sướng thân, người ta bắt không làm cũng có ăn ha. Nhưng mà rất hiếm những người có nốt ruồi ở đó. Rất khiến người gõ ở đó nha. Cái nút ruồi ở bàn tay phải. Cái này ha.
mấy cái vành tai này mà có nút ruồi là những người đó có giác quan thứ sáu cực kỳ lợi hại. Và những người đó nếu như mà gọi là biết tu biết phát huy thì có thể nghe được người âm mách mình những cái việc không tốt xảy ra cho bản thân mình. Rồi chị sẽ sướng em. Đúng rồi, đem bỏ cái nút ruồi đi cho ăn nút ruồi trên môi là không có thể nào nghe. Nghiêm trinh thì cũng phải tùy vào cung quan lộc nó nằm ở đâu nữa. À, bây giờ nói thì anh không có tưởng tượng được cái vị trí của nút ruồi, tự nhiên mọi người chia sẻ nó cũng có những phần tế nhị cho nên là như anh đã nói ha, người mà có nút ruồi ở trong bình tai này là những người có cái giác quan thứ sáu rất là tốt, có gọi là nếu như mà có biết khai quan, có biết tu, có biết tự nhìn soi bản thân mình thì cái linh cảm về mọi chuyện rất là ok. À, nói vui là những người mà có nút ruồi ở đây là giống anh, hai bên đều có hết thì phiền lắm, nhiều khi nghe những cái chuyện không đáng nghe, ai mà nói xấu của mình là lỗ tai mình ướt cực kỳ và bắt đầu sẽ nghe được. Chào Hằng Phan nha, lâu quá mới gặp. Em cũng có bán vòng tay phong thủy nhưng mà em nói thật với chị em không có kinh doanh hữu duyên thì mua hôm đó thôi. Em bán hàng nhưng mà Facebook của em là năm em đăng có 2 lần thôi tại vì thật xét ra là mọi người đeo cái mua ra mua cái cục đá đeo vào tay á thì hỏi có tốt không thì anh ơi em thì em sẽ nói là đẹp chứ không có tốt tại vì là cái cục đá nó cũng phải cần có tương thông tâm linh của mình, nó phải nhận biết mình, cho nên là đeo vào thì thí dụ như không khai quang, không có làm phép thì nó cũng chỉ là cái vật trang sức tốt tí xíu cho bụng nền của mình, nhưng mà nếu như mà mình có thêm cái này cái kia vô trì chú, giống như em thì em bán cái đó giống như là cái phép làm ăn luôn thì nó sẽ khác biệt. Dạ, chào Trần Thị Mười. Đúng rồi ạ, cái đó là từ từ chưa tới thời vận chứ không phải là không có. Khu vực này mà của nút ruồi thì anh không có thấy nó ảnh hưởng nhiều đến cái phần vận hàng cũng như là cái bộ mặt của mình, tại vì khi ở trên mặt của mình thì nó mới thể hiện nhiều. Mà mọi người nên nhớ là ha, con người của mình là ngũ hành đàng hoàng, cho nên là mọi người cứ để ý cái gì mà hai là nó phải ở hai bên đều, một là ở giữa, thì mọi người thấy không, xuống miệng là ở giữa, một ha, mũi hai lỗ là nằm giữa, mắt hai bên, tai hai bên, cái gì nó cũng ấy hết. Trên mặt của mình là ngũ hành đó chứ không phải là ấy đâu, mà có 5 thứ hết. Tai nè, 1 2 3 4 5 đó, cho nên là nút ruồi mà ở dưới này thì không quá nặng nề. Ngày xưa đó là chắc là hồi xưa là cái chỗ này của anh ba đi đục á, nó mới sâu như vậy chứ bình thường nó đâu có sâu vậy đâu.
Ok em, cái vòng của em rất là đẹp, anh thấy em chụp trên Facebook rất là đẹp, đang lên nước. Cái vòng thạch anh tóc xanh của em hiện tại rất đẹp, đó chị. Ok mà, anh thấy mọi điều nó đang tốt lên với em. Em không nhận thấy chứ anh thấy là tình cảm mọi thứ của em nó đang gần ngày tốt lên. Bên này hả? Ngực phải. Được em, cái đó tốt chứ không sao. Chị Thanh Trần à, nói là người mà có cái lỗ tai như em thính quá không nghe được người ta nói xấu, rồi nghe nói chung là người ta mà có nói gì nói tới liên quan tới mình là mình tự động sẽ được người khác nói lại cho mình hoặc là nó tới tai mình liền, cho nên là tốt hay xấu đó là phải tự mình cảm nhận. Thí dụ như em mà em nghe người ta nói xấu em thì em chỉ cười thôi thì đó là việc tốt, đúng không? Còn mà nếu mà nghe nói xấu sùng sùng lên là đó là việc xấu, tức là mọi thứ của mình phải cảm nhận lấy. Mọi người có thể là thí dụ như là như 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 em đi, em đang thấy rằng là mình đang làm những cái điều tốt, là tốt cho bản thân mình, tốt cho cuộc sống của mình, tốt cho vận hạn của mình, thì em mới phát tâm. Mà đó sắp tới em phát tâm là em sẽ cho 49 ngôi chùa là 49 bức tượng Quan Âm Lộ Thiên, là em mua tượng bằng đá luôn, bằng đá ở ngoài non nước rồi kia, xong em về em sẽ đi khảo sát cái chùa nào nghèo chưa có chùa nào mới ha, là em sẽ đến em khảo sát xong em xây dựng tặng làm lễ an nghỉ luôn thì cho mọi người, thì để tích thêm chút đức, tích thêm chút phúc. Cảm ơn anh Thiện Độ. Chào em, có nhiều nốt ruồi son ở ngực thì sao em? Dạ là Thanh Xuân Nguyễn này là trai hay gái gì? Chào em, chị đang xem trực tiếp nhưng chị nghe em nói nốt ruồi dưới nách sướng, nhưng hỏi em bên tay nào? Thường á là bên trái xuống bên phải. Dạ cảm ơn Trần Thị Mười là con gái đây, đào hoa lắm, tốt nhưng mà đào hoa, tốt mệnh nhưng mà đào hoa lắm. Em tuổi gì Thanh Xuân Nguyễn? Em tên là Nguyễn Thanh Xuân, cái tên cũng nói lên rất là nhiều điều. Không có gì à, mọi người nếu mà lần đầu tiên xem trực tiếp thì mọi người bấm dùm cái nút có cái này nè, đó bấm dùm cái đó đi, vì á là phải biết, anh nói chung là tốt nhất là phải biết vị trí. Nguyễn Thanh Xuân tuổi Giáp Dần, Giáp Dần nữ mạng, Giáp Dần nữ mạng, Giáp Dần nữ mạng thì tướng hơi phốt phát một tí xíu, hơi to tròn, không biết sinh vào ngày tháng năm nào thì em không biết, nhưng mà nếu mà như vậy là người rất là mắng con. Mọi người biết làm sao là anh nói đúng không? Vận hạn của mọi người giống như là nhiều người nói với anh đó là trời ơi, anh nói năm nay của em nó tốt mà tự nhiên sao từ đầu năm tới giờ em vẫn cảm thấy nó rất là khó khăn. Anh nói là anh nói đối với những cái người mà là chung chung, còn vào tùy vào cái ngày tháng năm sinh cũng như là nói là cái tướng của mình nó thể hiện ở trong cái giai đoạn đó, có thể là người ta gọi là anh thì nói vui là trời ơi, sao anh nói ví dụ như năm nay anh nói Tân Dậu và Nhâm Tý đi tốt đẹp đi, mà nói, trời ơi, sao em xui quá, nói không phải là xui mà là sắc tướng của mình nó đang không có tốt đẹp,
cho nên nó thể hiện ra nhiều điều mình không có được như ý. Thứ hai nữa đó là gọi là nghiệp của mình có thể nặng hơn người khác, mình chưa có trải qua cái được tốt đẹp. Rồi tháng này mình chưa tốt thì mình phải hy vọng là tháng tới mình sẽ tốt hơn, và từng tháng một. Ví dụ như giống như là có người hỏi anh là tại sao đó là người Mậu Thìn, anh nói là hôm nay đỡ rồi mà vẫn chưa đỡ ở trong cái những cái tháng đầu năm. Anh nói là phải qua được cái tháng 3 âm lịch đi rồi mới tính. Thật sự ra là tháng người Mậu Thìn năm nay và tháng Mậu Thìn này, 3 tháng đầu năm này là coi như vứt đi. Dạ em, anh có nghe thấy em hơi đạo. Ok, anh sẽ sẵn sàng nghe nghe điện thoại thôi. Thì anh dạo gần đây thì anh không bỏ số điện thoại của anh lên trên những cái video của mình để cho mọi người điện. Tại vì thật sự là anh đang có những cái việc riêng của gia đình nó hơi bận bịu, nhưng mà sắp tới thì anh cũng khỏe rồi, chắc 2 tuần nữa thì mọi chuyện đâu vào đấy. Anh cũng trả nợ mọi người là những cái tuổi mà anh làm 6 tháng đầu năm rồi á, thì những cái tuổi chưa làm 6 tháng đầu năm á, thì anh sẽ làm trong cái nội trong tháng 3 đó, là sẽ làm luôn tới cuối năm luôn cho mọi người, để đền lại cho mọi người khỏi mất công mọi người chờ vào tới tháng 6, tháng 7 mọi người coi được 6 tháng cuối năm. Anh sẽ làm tháng 3, từ tháng 3 cho tới cuối năm luôn, cho nên mọi người yên tâm. Thấy Trịnh Phương My, thì đúng rồi, nói về sắc tướng thì nó có nhiều cái điều rất là hay. Thật sự mà nói là mọi người hãy nhìn ha, cái ngày tháng năm sinh của mọi người hoặc là giờ sinh, có thể là một người nó sẽ có sự trùng khớp. Tuy nhiên là cái tướng mạo của con người thì không một ai giống ai cả. Nói thật sự họ chỉ có nét da giống nhau thôi, chứ họ không thể nào giống. Dù là một cặp sinh đôi thì họ cũng vẫn có nét khác nhau, nốt ruồi nó sẽ xuất hiện khác nhau. Và cái việc này là thời Tống có một cái anh đó là giỏi về tướng số. Ông mới sinh một cặp sinh đôi, và ông A ông cho một cái gia đình là khác nuôi cái cặp sinh đôi, tên A cho một đứa B ở một đứa, và cái môi trường giáo dục cũng là khá tốt giống nhau, nhưng mà sắc tướng của mỗi người bắt đầu thay đổi sự khác biệt ha. Ông A thì ổng có bà mẹ chuyên đi làm giúp từ thiện, thì cái ổng học theo bà mẹ, ổng làm từ thiện nhiều thì mặt ổng càng ngày có càng chữ phúc. Riêng ông B thì là cha mẹ cưng chiều ha, cho học hành thì không học hành, ăn lo đi chơi không, cái mặt càng ngày càng ác nha. Và tới cuối cùng hết đó là ông A thì ổng lại được làm quan, ông B thì làm cái ông thảo khấu cướp giật, rồi cuối cùng bị người ta giết chết. Cho nên đó là sắc tướng của chúng ta ảnh hưởng nhiều ở tâm tính của chúng ta nữa. Còn thí dụ như là những cái việc mà nó cố định rồi, không đủ để mà mình có thể xây chuyển được, thì thôi tốt nhất hiện tại thì là ok, bây giờ cái mấy ông bệnh viện thẩm mỹ viện mấy ông sẽ giúp chúng ta. Và còn lại nữa, dù là mấy ông có giúp chúng ta đi nữa thì chúng ta cũng phải dùng cái tâm, gọi là tâm sinh tướng mà. Chúng ta sẽ hiền từ, chúng ta sẽ nhẫn nhịn hơn. Một cái người mà luôn luôn nóng nảy giận dữ thì mặt họ thể hiện ra rất là ác. Còn những cái người mà họ tâm họ bình thản trước mọi việc gặp khó khăn hay là này kia, thì họ sẽ có cái phúc tướng từ cái mặt của người ta. Điển hình như mà anh nói, có thể một ông thầy tu, khi ông đi tu vô, ông mới vô ông tu mà ông nhìn xấu ác lắm, nhưng mà nếu ông tu tốt 2-3 năm nữa, cái tâm thái của ông thay đổi theo Phật pháp, thì cái mặt của ông sẽ có sự phúc tướng nó hiện lên. Người ta nói trong đạo Phật gọi là tướng hảo quang minh vô đẳng luân,
Đó, cho nên đó là cái việc mà nó sẽ tốt đẹp hay không nó là ảnh hưởng nhiều, không phải số mạng không mà không thay đổi được. Số mạng chúng ta vẫn có thể thay đổi được, bởi vì số mạng là một thứ, sắc tướng thêm một thứ nữa làm cái động lực để mà thay đổi cuộc sống. Có nhiều người có cái ngày tháng năm sinh rất là xấu ha. Anh không biết cách nào, thật sự mà nói như này, anh là một người có giỏi cỡ nào đi nữa thì anh cũng chỉ biết được rằng năm nay tốt với em, xấu với em, tốt với tuổi này, xấu với tuổi này. Chứ còn nếu như anh không có cái tài, anh không đủ tài đủ đức, và có thể là anh học chưa tới để mà thay đổi nó, anh chỉ là giúp mọi người khắc chế nó, báo cho nó, mọi người biết là nó xấu nó tốt để mọi người biết cương nhu trong làm ăn thôi. Chứ còn là xấu để mọi người vượt qua cái xấu đó như thế nào được thì phải có cái đức năng mọi người tạo được, cái số mạng của mọi người tạo được, cái phước của mọi người để mà mọi người vượt qua, cũng như là báo cho mọi người biết là năm nay rất là thuận là lợi, nhưng mà mọi người vẫn là cái người làm những cái việc không có tốt thì có thuận lợi mấy nó cũng như không. Anh chia sẻ là anh từng giúp một người, là anh là một người đó mời anh đi đến một nơi xa từ Sài Gòn bay ra miền Bắc giúp họ, anh giúp họ mọi thứ, thì lúc mà anh giúp xong thì cái cơ sở kinh doanh của họ tốt lên thấy rõ, họ phải công nhận với anh vậy. Ví dụ bình thường là họ chỉ có thu nhập chỉ có 2 triệu là đủ cho trang trải cho 1 tháng, nếu 2 triệu tới cuối tháng là 60 triệu sẽ đủ trang trải lương và tiền thuê cái chỗ đó. Thì anh ra anh cải tạo về phong thủy, anh làm nhiều mặt, anh đặt lại bàn thờ, anh chỉnh chiếc đồ này kia, thì họ làm một ngày nó tăng lên khoảng 15 triệu. Nhưng mà sau 3 tháng họ người đó lại gọi điện cho anh là hỏi tiếp, trời ơi sao mà em ơi bây giờ cái cửa hàng của chị nó lại tiếp tục gặp khó khăn, nó lại trở lại như trước năm ba khách không à, nó không có đủ cái thu nhập, nó chỉ đủ thu nhập thôi chị, không có tiền để trả nợ. Thì mình mới tính toán ra, mình nói, bà này bà có cái gì, cái nghiệp gì nó nặng dữ vậy ta, mình đã toàn tâm toàn ý mình giúp bà, mình với bà cũng hợp tuổi, mình chỉnh hết mọi thứ rồi tại sao không được. Thì mình tâm sự ra một chút xíu, thì nói chung là chị này là một một gọi là Phật tử thuần thành, đi chùa rất nhiều năm. Trước đây là đi chùa ở trong cái khu vực là có rất là nhiều cái chùa nổi tiếng, và là coi như là sau đó cái gặp nghiệp, đó là gặp chị, cái chị bạn của mình quơ luôn cái ông thầy mà chị này thuần thành đi theo, cho nên là bà này bà phải tức quá, bà chửi, bà nói mẹ không có đàn ông sao ở ngoài mày quơ luôn ông thầy, như vậy không được, cái không đi chùa nữa, đi về cái khu vực của mình ở đi chùa. Thì họ cái gì chứ mà đụng tới mấy cái chuyện thầy thiết thì nó nghiệp ghê lắm, cái nó thử mình, cái ma pháp nó thử, cái cuối cùng hết đó là bà đang dính với lại một thầy hàng, một thầy chủ trì tụng hay cúng giỏi, nói chuyện về Phật pháp cũng ok. Thì đó là cái nghiệp mà chị có kể với mình, nói rồi chị nói người ta làm gì cho để ma nó thấy, nó theo chị, nó thử, mà thử chị thì chị không chịu được, chị có gia đình rồi kia, tại sao thôi bỏ đi ha, quay về lo làm ăn thì em mới giúp được, chứ bây giờ em có giúp chị đi nữa, nhưng mà với cái nghiệp cỡ đó thì em nói thật với chị, chứ giờ em có giúp cỡ nào thì nó cũng hết. Và mình chắc là lời khuyên của anh nó không có tác dụng, con người ta mà khi đã lao vào cái gì đó thì họ sẽ, nhất là cái chuyện tình ái tình cảm, họ sẽ điên cuồng, cho nên là có thể là như vậy. Và chị đó từ đó không có liên lạc với mình, không gì hết luôn, biểu mình giúp nữa thì mình thật sự ra cũng biết giúp bằng cách nào, thì mình cũng biết tốt xấu, mình giúp hết khả năng của mình thôi. Nên nhớ một điều gì nè, là tất cả các người mà làm về phong thủy tử vi thì đều muốn giúp cái người hữu duyên với mình, giúp bằng hết khả năng của mình thôi, nhưng mà còn lại là có duyên để giúp hay không. Vấn đề là như vậy. Hệ đạo, anh cho số điện thoại hoặc nick Facebook, em muốn hỏi việc gia đình em có được không?
Nick Facebook của anh tên là Cõi Tử Vi. Số điện thoại của mình đó là 0964905730. Giữa lông mày. Phạm Hương, cái nốt ruồi mà ở trong cái đuôi chân mày này là thường là có tác dụng về cái cung huynh đệ của mình đó. Cho nên là nếu như mà nó tốt, nó nằm ở vị trí trên này thì nó tốt, nằm ở nửa dưới thì nó sẽ buồn phiền về cái đạo. Ngọc Hồ, Ngọc Bích, anh nói thật với em là năm nay những người sinh năm 1983, người Quý Hợi, thì là anh báo cho em biết là một trong những người xấu nhất trong lục thập hoa giáp xét về mặt tử vi. Cho nên là anh nói một điều như vậy nè, bổn mạng mình yếu, cho nên là vấn đề của mình là mình giữ được bổn mạng đã là tốt rồi. Anh nói thật sự một điều nè, năm nay đối với người Quý Hợi, dù nam hay nữ mà mất cái gì cũng được, mất cái nhà ha, rồi mất cái xe, mất công việc, thậm chí là mất luôn thằng chồng, tất cả thứ đó đều làm ra được. Mất cái nhà mình làm thuận 5-3-4 năm là mình làm ra được. Mất cái xe, ok, từ từ làm mua lại ha. Mất công việc, đi xin việc mới. Mất thằng chồng Quý Hợi đẹp mã, đường tình duyên là không có đến nỗi khó khăn, cho nên là kiếm thằng chồng khác vẫn ok. Đừng để mất mạng là được, mất mạng thì không có làm lại là ra được. Trong lẫn trong lông mày luôn, nếu như mà lông mày em mà ngắn thì là em là số ít anh chị em ha, cũng không có quá xấu cho công việc đâu. Nếu mà lẫn ở trong này luôn thì cũng không quá xấu cho công việc đâu. Dạ, em cũng rất là muốn đi ra Bắc, tại vì có mấy anh chị cũng là coi như là năm mấy rồi em chưa ra, chưa, thí dụ như mỗi năm em thường ra em sẽ chỉnh lại cái phong thủy cho cái nhà đó. Nhà đó năm nay thí dụ như là vượng thủy hay là vượng ấy thì em mới chỉnh, nhưng mà em mặc cử này em chưa có ra Bắc. Thật sự em rất muốn đi, nhưng mà hiện tại em vẫn còn một số việc rất là cấp bách em phải làm. Ai nói nút ruồi son người cái ha? Thường là người ta nói khu vực này mà nữ mà có nút ruồi á là thường rất là được phái nam cưng chiều. Đó. Ấn đường hả? Hồi nãy anh nói rồi. Ấn đường thì đây nè. Ấn đường là cái khu vực này nè. Khu vực này là ảnh hưởng đến cái tài vận, ảnh hưởng cái sinh khí của cái bổn mệnh của mình rất là quan trọng. Cho nên là làm gì làm mình đừng có để cho cái khu vực này nó bị đen, khu vực này bị thay đổi. Ví dụ như giống như nó là một cái bớt màu xám màu, hay là một cái nút ruồi nó nằm ở chỗ này đi nữa thì nó cũng không tốt đẹp lắm. Nhưng mà đó là nút ruồi son thì ok, nó giúp cho cái chỗ này sáng hơn, thu hút hơn thì được. Nhưng mà nó làm cho chỗ này bị xấu đi thì là rất không tốt nha Nguyễn Tiến Liêm. Nút ruồi ẩn trong tóc giống vậy đó hả? Là những người tốt mà. Đây nè, mình có một cái nút ruồi như đây nè. Sư phụ hồi xưa ông nói tao thích nhất cái nút ruồi này của mày, mà không biết lý do là tại sao ông thích. Sau này mình học rồi mình mới biết. Ông nói là những người đó là thường có trí nhớ rất là tốt, trí thông minh rất là cao. Mà mình không biết cái mình có cao, có nhớ ấy không. Nhưng mà nói chung là ai nói cái gì hay mình đọc cái gì thì 10 năm sau mình vẫn nhớ như là mới đọc.
nam thì nút ruồi son thì cũng không có nhiều lắm tác dụng ở ấy, nhưng mà nữ mà có nút ruồi ở khu vực này, đặc biệt là khu vực nhũ hoa của phụ nữ mà có nút ruồi son thì thường rất là được, người ta gọi là được được vượng về tình cảm lứa đôi nam nữ. Tên của Thanh Xuân Nguyễn Thanh Xuân có nút ruồi đây thì anh nghĩ là chắc là em cũng đa tình lắm. Nhiều người để ý mình và nhiều người nói là cái khu vực này của cái người phụ nữ mà có nút ruồi là những người đó có cái ham muốn về nam nữ rất là cao. Chào Hoài Đạo, không sao đâu, mình có dịp khác, anh còn nhiều dịp để nói chuyện với mọi người mà. Dạ, ok chị Lan Giang, nếu mà chị muốn thì chị có thể gọi điện cho em hoặc là nhắn tin Facebook cho em thì sắp xếp thì em sẽ đi thôi. Em là Hữu Duyên. Nốt ruồi trong lòng bàn tay phải, nốt ruồi son ở khu vực này á, hay là khu vực này, nó còn phải tùy vào khu vực của trên lòng bàn tay của mình. Hà Phạm này. Chồng là Quý Sửu, vợ Đinh Tỵ thì năm 2019 là bắt đầu 3 năm 83 của cả hai vợ chồng. Người tuổi Tỵ dậu Sửu người tuổi Tỵ sẽ chịu nặng, còn Quý Sửu thì bắt đầu năm 83 nhưng mà Quý Sửu lại là chữ kỷ, nó khắc chữ quý, cho nên năm nay cẩn thận làm ăn sẽ gặp nhiều khó khăn. Mọi người biết là mình thì nói một điều như là mình không có nề hà cái việc đi xa đi gần đi như thế nào hết, cứ có duyên mời là mình đi, trừ khi là mình có cái việc gì đó mình đã hẹn trước mình không đi được thôi, chứ còn thực sự là mình sẽ không hẹn tới. Ở đây bước thứ hai, ông ở chỗ này thì ông nghĩ nó sẽ biến mất trong sớm muộn, vì chỗ này nó không phải là cái chỗ gì ảnh hưởng nhiều đến công việc gì đâu. Không, hôm nay thì mình sẽ không có nói nhiều về tử vi, mình chỉ chia sẻ với nhau về tướng số đó này kia. Có chứ em, người ta nói là răng với tóc là gốc con người, hàm răng của em cũng còn đang xấu cho nên là cố gắng đi làm đi chứ giờ mình chưa có tiền thì mình làm loại thường thường thôi, vài trăm cái thôi, mình làm cho nó kín lại nha. Đinh Mùi để chồng Quý Mão, em thấy bình thường mà chị. Chị Thúy Vũ nè, em ơi, tuổi Kỷ Dậu sang tháng 3 ngày nào mở cửa hàng được? À, cái này chị Trụ Phạm làm ơn đó là nhắn tin vào Facebook của em ngày tháng năm sinh tên tuổi của chị rồi em mới xem được chính xác, chứ còn giờ em không có thể nào nói ở đây được.
em phải coi coi ngày tháng năm sinh của chị nó thiếu cái gì, nó biết ở đâu, cho nên là mình phải làm nó phải rõ ràng, chứ không là nó sẽ không tốt đẹp. Khai trương một cái công việc mới ở trong năm này thì đối với người Kỷ Dậu thì cũng khá nhiều khó khăn, tại vì từ như đã nói là tỵ Dậu Sửu là chịu tam ta, nhưng mà tuổi Dậu thì không phải là năm nay năm tới mới nhiều. Tệ lắm cũng phải có năm sinh. Chị nhắn cho em đi rồi chị khai trương làm cái gì nữa, em mới coi cái ngày chính xác cho chị. Bên này dưới mí mắt bên này hả, cách 20 cm, gì cũng là một trong những người khổ vì tật, hay có nước mắt, dễ khóc. Cách 12-10 cm chắc nó xuống tới đây quá, dưới mí mắt là cách 20 cm, dài lắm, 20 cm dài lắm. Bởi vậy nghe nói là mình không biết làm sao mà giải thích được. Và mình nhắc lại ha, Facebook của mình tên là Cõi Tử Vi. Mọi người nếu như mà xin các bạn mà mình chưa đồng ý thì vẫn có thể gửi tin nhắn cho mình xem mình trả lời cho nha, chứ không có việc gì đâu. Hiện tại có 97 cái nút này, mọi người ai chưa bấm bấm cho mình cái thành trăm đi. Giữa má trái bên này, nếu mà trên này thì được, trên này thì không sao, nhưng mà dưới này thì hơi buồn. Coi trong ấy thì anh cũng không biết nó ảnh hưởng sao, anh cũng chả biết. Ở đây cung huynh đệ của mình sẽ không được tốt đẹp cho lắm, nếu mà nằm ở trong chân mày luôn, nằm ở bên trái thì là huynh đệ của mình nó không được tốt cho lắm. Anh chỉ nói đúng rồi, ở trên mặt thôi, trên diện mạo của mình thôi nha, anh không có nói ở những chỗ khác, tại vì mọi người lật ra xem nha, chứ còn anh không có xem nha. anh không có kêu mọi người xem cho, anh chỉ nói là trên mặt mọi người nó như thế nào thôi. Tại vì á, thật sự ra là cái khu vực này của mình á, nốt ruồi hoặc là bớt rồi này kia nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái vận mạng của mình. Nè, thí dụ giống như mọi người thấy ha, cái người mà có tai nè, mà nếu như mà nó như anh nè là không có tiền nè, nhưng mà nó nhích ràng vàng chút xíu này. Tai hai dành mà dành ngoài nó cắt hơn dành trong á thì rất là giàu. Tai mà cái người nào mà trợt ra luôn vậy nè, cái nó cái nhìn nó cứ trợt trợt ra, nó không có dính lên á, thôi mấy người đó thôi không có tiền đâu, nghèo, cái người không có tiền. Gặp mà tai mà mỏng như anh nữa là càng không có tiền. Anh nói thật chứ, như anh nè, nếu mà đúng ha, nếu như anh nói thật lòng luôn, nếu như anh không có thay đổi bằng sắc tướng của mình ở trong khoảng thời gian 3-4 năm trở lại đây, kể từ ngày mà anh chia sẻ những cái video clip về tử vi phong thủy, cũng như là anh đi xem giúp mọi người đồ này kia, thì thật sự anh là một người không có giàu, số cái tướng của anh không có giàu. Ngày tháng năm sinh của anh thể hiện anh thông minh, anh giỏi, anh có trí nhớ tốt, anh mọi thứ thì đúng, nhưng về sắc tướng thì anh không phải là một người giàu có. Tại vì mặt anh lúc trước nó hớp nha, mặt con nó hớp vô, mọi người cái tưởng tượng mặt nó ốm hớp như vậy. Chỉ có mỗi cái nhân chung là sâu, thấy không? Ấn đường lúc nào của anh nó cũng nhanh nhanh, mà thật sự là mắt anh lúc nào nó cũng gọi là dữ quá, trồng rắn nhiều, dữ rất là dữ ha. Rồi là tôi chân mày thì mờ, rồi tai thì nó trật,
nó không có diễn ra cái trước vậy. Cho nên là thật sự mà nó không tốt đẹp. Nhưng mà kể từ ngày anh nói thật chứ, giúp mọi người thì thật sự ra anh cũng đang giúp bản thân anh. À, giúp mọi người thì anh cũng giúp bản thân anh và có cái sự may mắn tốt đẹp hơn, cải tiến cái vận hàng làm ăn của anh để anh có tiền. Chứ thiệt sự ra là chẳng ai làm không cho ai cái gì, đúng không? Làm giúp cho mọi người có được thông tin đến đi rồi này kia, thì bây giờ thì bản thân anh cũng có được cái sự may mắn trong cuộc sống. Rõ ràng là có những thứ nó bù qua sức lại. Đây hả? Đây thì không sao. Đây thì là tính, không còn tính ở trong gương mặt nữa. Em cũng là một trong những người mà nghe được nhiều điều trái tai. Tức là còn là những người mà có cả nón ruồi nằm ở bên trong như anh nè. Đó ha. Là người ta nói là nghe được người âm. Mọi người thấy là tâm sinh tướng là một điều là thật sự có. Đó là bản thân anh có cảm nhận được điều đó. Anh không phải nói mình giỏi gì, nhưng mà đều có một cái rằng là đó là cái điều mà gần như chắc chắn sẽ có. Nên là mọi người phải cố gắng hơn ở trong cuộc sống để mà rồi tay mình nhỏ mình đàn ông mà gương mặt vuông đó, chữ điền đó, thì người ta nói là những cái người đó là thường nóng tính và hay vũ phu. Theo đó là theo tướng số học nha, không phải theo anh. Người mà mặt vuông mặt ngạnh á, mặt ngạnh khác với mặt bầu nha. Cái phúc chỗ này nó khác, cái mặt vuông ra thì thường là những cái người thương hoa tiếc ngọc. À, chào Kim Cúc Đoàn. Cho nên là nếu như mà ai mà thấy mà mặt mình mà không tốt đẹp thì đến thẩm mỹ viện ngay để hàm mai. Anh phải kiếm thẩm mỹ viện nào tài trợ cho những cái video mà clip nói về tướng số học của anh. Tại vì phải không, thì nói cái mọi người phải đến cái chỗ này chỗ kia gì đó làm cho nó đẹp, ở đây anh bảo đảm rồi này kia ha. Thôi anh không dám nhận đây đâu. Dạ. À, số điện thoại của anh là 0964905730. Anh đọc lại ha, số điện thoại của anh là 0964905730. Mọi người có gọi cho anh thì nên là sau 14 giờ nó sẽ tốt đẹp hơn, nó sẽ thuận tiện hơn cho anh. Thì thường là buổi sáng anh sẽ dùng là đọc tài liệu và chỉnh sửa những cái tài liệu để làm video cho mọi người, những cái tuổi mà anh còn thiếu. Phụ nữ mặt vuông thì không sao, chị cũng là một trong những người là tính trực tính.
tuyết hồng này, anh tuyết tuyết thông mà em nói anh không hiểu là cái vị trí nó nằm ở chỗ nào. Dưới cổ họng, ngay dưới cổ họng đây không sao em, nó không ảnh hưởng gì gì ấy, ở chỗ này trên này chút xíu, không ảnh hưởng gì nhiều đến sắc tướng, đến cái mặt hàng của mình đâu, đừng lo. Trần Thịnh, chân mày mà lệch thưa thì là số rất là ít anh em, hoặc là có thì không nhờ được, không nhờ cậy được, cho nên là và khó giữ được tiền. Đúng rồi em, số điện thoại của anh đúng rồi, là khó giữ được tiền tài, cho nên là người mà chân mày rậm rạp là một cái tướng nó cũng tốt đẹp. Ai mới nhá máy mình 270 thôi, bây giờ là cũng sắp 11 giờ rồi, trả trả thời gian cho mọi người chuẩn bị để mọi người đi ăn trưa, sáng nay livestream mà nốt ruồi bên ngực trái. Anh nói rồi, khu vực này mà của nữ á, mà có nốt ruồi ha, dù là có ai đang gọi cho mình bằng số này, tiếng nữa mình gọi sau livestream hay gọi nha. Alo, cho nên là nữ mà có khu vực này thì tốt, được chồng thương. Mọi người ai xem mà chưa bấm nút này thì bấm giùm anh ha, 159 người bấm đi, là thành 159 cái nút đó rồi. Dạ, mình cũng chia sẻ với mọi người luôn là mọi người tránh gọi mình là bằng thầy, tại vì theo cái quan niệm của mình thầy là phải cạo đầu, mặc áo nâu sòng, ăn chỉ có tụng kinh, gọi hồi hướng công đức cho ba gia ba tánh, còn mình là người có tóc, ra đường nhìn gái mà đẹp vẫn đá lông nheo ha, đó rồi là vẫn thích ăn đồ ăn ngon, vẫn có nghiệp này nghiệp kia ha, vẫn có đam mê, cho nên là mọi người tránh gọi mình là thầy, cứ gọi em là em nếu thấy em nhỏ hơn các chị các anh, gọi là anh nếu thấy mình lớn hơn mọi người, và thậm chí là gọi là cháu nếu mọi người thật sự lớn hơn hơn mình nhiều. Nhưng mà đừng, chỉ tránh gọi bằng thầy, cũng mong đừng gọi bằng thằng, đó đúng không? Chỉ có hai điều thôi là em mong muốn ở mọi người thôi, tránh gọi bằng thầy mà đừng mong, cũng không mong mọi người gọi bằng thằng. Như như đã nói thì hồi xưa mình đi tu thì chia sẻ lại với mọi người là tu á, thì đạo Phật có hai dạng tu, một á, là thành chánh quả, thành hòa thượng này thượng tọa kia, thành những người trụ trì giỏi, còn hai á, là thành tinh xuống núi. Anh là loại thứ hai, tu thành tinh xuống núi, thì tu là chắc chắn sẽ thành, nhưng mà một là thành tinh, hai là thành chánh quả. Chào tạm biệt. Có những chuyện gì hỏi ở đây thì em sẽ không thể nào coi cho được được, tức là em chỉ là một cái buổi chia sẻ, em nói rồi đây là buổi chuyện phím ở những cái chia sẻ với mọi người thôi, chứ không phải là em coi cho mọi người. Sao cười Mai Hoàng Anh sao cười dữ vậy? Ở dưới này thì không có anh chưa có học với cái khu vực ở phía dưới thắt lưng. Anh chỉ học từ đây trở lên thôi, chứ anh chưa học từ đây trở xuống, đúng không? Chào Trần Thị Hồng, để chừng nào mà anh học mà từ đây trở xuống xong anh sẽ nói cho mọi người nghe. Dạ, Trinh Nguyễn, chị hỏi cái gì chị hỏi lại đi, em sẽ trả lời cho chị, xong rồi em sẽ out.
tốt mà. Tám một tám mười hai, tám một tám hai, sinh năm nay cũng được em. Trần Thị Hồng là sinh năm nay em thấy là em thành tinh mà, còn việc còn lại là mọi người tự đánh giá thôi, chứ còn em đâu biết đâu. Bản thân em là em thấy em thành tinh em mới xuống núi, còn nếu mà em thành chánh quả là nay em, nếu mà em tu là nay em cũng là thượng tọa rồi. Chồng canh tức vợ nhâm tý thì em thấy vẫn bình thường mà chị. Tuy nhiên đó là hai tuổi này là năm vừa rồi làm ăn hơi khó khăn một chút xíu, chứ không đến nỗi nào đâu. Gì mà có nục mục rồi mà có mọc nối tiếp nữa, này ngủ nhớ văng mùng chắc chắc ruồi nó bay ngang, nó địch sao á, chứ nó mới văng một ruồi nhiều vậy chứ. Năm nay sanh là tuổi tuổi thứ hợi em. Kiều Mi Cam, anh em hỏi cái gì anh đâu có thấy đâu, tại vì mọi người thông cảm nha, mọi người bấm chạy lên đó, cái là nhiều khi anh tập trung anh nói chuyện xong quay qua cái nó chạy lên mất tiêu, anh không thấy, không phải là không trả lời mọi người đâu nha. Đột này là không phải là không hợp tuổi chị à. Hai vợ chồng khắc khẩu là cái chuyện hiện tại là cái chung, cái tại vì làm ăn không được xuôi thuận ở trong ba cái năm tam tai của anh là 2016, 2017, 2018, vào cái năm vừa rồi là 2018 là tuổi chị nó cũng bị xung nữa, cho nên là nó khó khăn thôi, hơi khắc khẩu thôi chứ hơn mấy năm khác thôi, chứ còn em thấy năm nay từ đầu năm tới giờ cũng bình thường mà đâu có gì đâu chị. Dần thân tỵ bính dần thân tuổi tỵ thì nó bị tự hình một tí xíu cũng bình thường, không đến nỗi nào. Bốn khá bên má trái từ đây xuống, cái này anh phải nhìn bữa ra kết bạn Facebook để chụp cái khúc đó cho anh coi, anh luận cho. À, đinh tỵ năm nay thì rõ ràng là năm nay là không tốt đẹp đối với những người tuổi tỵ. À, đinh tỵ của em là không tốt về 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 công việc mà còn hao tài nữa. Do chữ đinh á, là nó sinh ra chữ kỷ, đinh là thổ, à, đinh là hỏa, thổ là kỷ, cho nên là năm nay đinh tỵ báo hiệu rất là nhiều khó khăn. Muốn hết khó khăn thì phải qua cái tháng kỷ tỵ đi. Xem ok. Thôi xin chào mọi người nha. Mình tới giờ mình phải chuẩn bị ăn cơm cúng kiến rồi, giờ là phải chén thôi. Mọi người mình cũng muốn trả lời với mọi người rất là nhiều điều, chia sẻ nhiều thứ, nhưng mà thật sự là ở trong cái buổi livestream và một cái buổi trả lời tin nhắn như thế này thì nó cũng sẽ không tốt đẹp được, không được nhiều lắm. Thôi thì cố gắng mọi người vào Facebook đi, rồi thí dụ như mà
có việc gì đó mà mình chưa trả lời kịp thì mọi người cứ nhắn đi, mình ấy mình sẽ trả lời sau ha. Rồi chúc mọi người buổi trưa ngon miệng, một ngày giữa tuần. Nếu mà ở miền Nam thì cầu mong là sẽ có mưa để nó giải nhiệt bớt. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những cái buổi chuyện phím tiếp theo. Và sau cái chắc mình sẽ xen kẽ những cái clip về tử vi và một cái clip về tướng số để chia sẻ với mọi người nhiều hơn về tướng số của mọi người, để mọi người có cái điều tốt đẹp hơn. Hai gì si ha lai gì nốt ruồi sau cổ thì bình thường, không có việc gì đâu, không thậm chí là tốt đẹp nữa nha. Bích Trân, mọi người cứ kết bạn vào Facebook của mình rất c ha. Facebook của mình tên là Cõi Tử Vi nha mọi người nha. Bye bye mọi người. Đâu rồi cái nút tắt làm chỗ nào?